với lại đồng đội của mình. Son là người được chọn, đá choáng thành công, giữ lại và Son sẽ nằm xuống. Stark là người có điểm hạ gục, Bakke bị bắt và Bakke tạo giáp rất nhiều. Đợi Kid Easy Love bắn và Kid Easy Love bắn được, nhóc Ti tới rất mạnh mẽ, GZ bị bắt lại, Easy Love có được điểm hạ gục tiếp theo. Và pha phản công cực đẹp đến từ cướp Adonis. Bakke dùng chiều cuối, ba người đáp xuống nhưng bị hóa đá cả bốn. Nhưng nó không quan trọng bằng cái chiến thắng trong quãng một cho cướp Adonis. Nhưng mà tao có bước dám bước vào hay không? Dám chứ. Mình gì cử. Ui, bước vào đã trễ rồi. Không tóc biến nha, không tóc biến. Có xoáy, xoáy đẹp quá, chiến công đầu cho Warzone. Nhưng nhóc Ti cũng gỡ gạt lại được, nhưng đây là 2-1. Lời Warzone tới. Ôi, cú rất đẹp nha. Warzone tới, đặt quả cầu vào xoáy, giết chết luôn Bakke, không kịp ú ớ gì cả. Nhóc Ti lao thẳng vào đối phương, nhưng ngoài dự hiệu điểm của Stark đẩy lui Adonis và Evo đang tràn lên. Họ tìm được một người đầu tiên là nhóc Ti, họ tìm được người thứ hai là Kid Baron. Và không còn cơ hội dành cho Adonis nữa. Adonis, anh ta chọn ai? Lại là Son, Yijin tiến vào, trói Son lại, làm choáng Son. Và Son hơi bị trâu, xoáy trúng hai người. Và đó là Evos với hai điểm hạ gục đầu tiên. Double kill dành cho Slay, họ bắn tiếp vào Kid. Sẽ là điểm hạ gục thứ ba cho Evos. Đó là Warzone với pha dứt điểm. Bakke cũng nằm xuống, không còn cơ hội dành cho cướp Adonis nữa rồi. Pha top mid. Tấn công, buộc phải chạy về. Và Kid bị trụ bắn nhiều quá, ta nằm chiến công đầu dành cho Yijin. Easy Love mắc kẹt lại trong một tình huống vô cùng nguy hiểm, buộc anh ta phải tóc biển, nhưng Yijin vẫn còn rất khỏe tung chiêu cuối. Và đó là hai điểm hạ gục dành cho... Đây là pha ba người tấn công của anh nhắm vào Son. Son, ui, Son không tóc đẩy ra, nhưng mà Son, anh ta được đẩy ra bởi Yijin, nhưng anh ta vẫn đang bị giữ lại, nhất không được dùng. Xoáy trúng một người, đó là hai điểm hạ gục dành cho Evos. Kid bị giữ chân lại. Và Adonis muốn lấy trụ sống không, anh ta vẫn đang lao ra. Đầu tiên đó là Ronobi, nhưng Bakke quá khỏe đi. Stark nằm xuống, Adonis có được thắng lợi cuối cùng.